Và ngay lập tức chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ ba, ván đấu quyết định để xem ai sẽ là người giành được chiến thắng trong cặp đấu đầu này. Katy Roster đang vô cùng cần chiến thắng khi họ mới chỉ có được một trận thắng trước DK mà thôi. Trong khi đó thì Africa Freak trận đấu này họ vẫn sẽ ở họ sẽ là người ở bên phía đội 2 và Katy Roster sẽ chuyển sang bên phía đội 1. Lần thay đổi này sẽ khiến cho dàn cắm và chọn trở nên thú vị hơn rất là nhiều, để coi liệu rằng có đột biến nào đến từ dàn cắm và chọn của cả hai hay không. Katy lượt cắm đầu tiên của họ vẫn ưu tiên cắm đi cho mình đó con bài Kama, một con tướng khá là khó kiểm soát ở thời điểm này. Nó có thể phục vụ ở khu vực đường giữa và trong vai trò hỗ trợ đều được. Africa thì họ loại bỏ đi Akali, con tướng dễ hiểu khi mà cái tỷ lệ thắng của Akali ở trong giải đấu ACK là rất cao. Vẫn là những cái vị tướng cấm ở trong meta mà thôi. Ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như chúng ta vẫn còn đó là Lucian, Rector, những vị tướng đang rất là mạnh ở khu vực đường và đặc biệt là ở vị trí đứng trên nữa, và ta có thể kết hợp được những vị tướng khác để có khả năng để đứng tốt. Kalista là lượt 3 đến từ bên phía của Katy. Như vậy đã có một vài những cái sự thay đổi nhất định rồi, khi mà cái áp lực đường dưới khu vực dành cho Leo khi mà anh ta sử dụng Kalista là tương đối nhiều, khiến cho bên phía của Katy Roster đã cân nhắc dành cho Leo một lượt cấm. Thì lựa chọn đến từ xạ thủ của phía Katy chắc là vẫn sẽ ưu tiên con bài Ezreal ở trong những sự lựa chọn cấm tiếp theo. Africa loại bỏ đi Lucian, một con tướng khá là mạnh ở trong khu vực đường được. Ở vị trí xạ thủ thì chúng ta vẫn còn khá là nhiều sự lựa chọn. Ezreal, nếu mà cấm Kalista rồi thì bạn vẫn còn Ezreal, còn Kai'Sa nữa, hay là thậm chí là Jinx và Varus đều là những cái lựa chọn rất là mạnh ở thời điểm hiện tại. Để xem bên phía của Katy Roster họ sẽ đưa ra lượt cấm cuối cùng liệu có phải nhằm vào đường giữa của Africa Freak hay không. Và dù sao thì Fly cũng là một trong những người chơi có kỹ năng cá nhân khá cao. Nãy giờ hai ván thì Rumble luôn là cái sự lựa chọn được ưu tiên, nếu như không bị cấm thì nó sẽ chọn. Blank thì thường xuyên chơi cho mình đó kiểu dạng Diana. Nếu trong ván thi đấu này bên phía đội xanh thì anh ta hoàn toàn có thể ưu tiên phết bích Rumble. Đó là lý do tại sao mà bên phía Africa phải dành một lượt cấm, con tướng khá là khỏe. Nocturne không biết có phải là cái sự lựa chọn ưu tiên khi mà nó vẫn còn được thả ra ở trong lượt cấm đầu tiên của cả hai phía. Hoặc là Katy Roster cũng có thể chọn luôn đi rừng dành cho Blank cũng được. Lee Sin ở trong ván đấu, ở trong cái lượt cấm đầu tiên thì không bị ban đi đến từ cả hai bên, và Katy Roster họ đang hướng đến cái sự lựa chọn này, khả năng sẽ nằm ở khu vực đường trên dành cho Doran. Sự lựa chọn khá là tốt, mà một con tướng có thể có được nhiều vị trí khác nhau, nó khiến cho dàn cắm và chọn bên phía đội 1 của phía Katy sẽ mở ra rất là nhiều những cái công cụ và những cái biến số ở dàn về sau trong cái ý đồ cắm và chọn của họ. Còn bên phía Africa, khi mà đối phương đã lựa chọn Lee Sin thì ngay lập tức có màn đáp trả đến từ bên phía của họ với việc sử dụng con bài set đa phần nãy giờ chúng ta thấy xuất hiện ở khu vực đường đơn khá là nhiều. Những cái điều mà tôi mong muốn ở đây đó chính là những con tướng có khả năng mở giao tranh ở khu vực đường dưới, nó khiến cho, đặc biệt trong vai trò hỗ trợ, nó khiến cho cái nhịp độ thi đấu trở nên căng thẳng hơn, và những cái tác động trong đội tuyển giao tranh nhỏ lẻ 2v2, 3v3 sẽ nhiều hơn dành cho cả hai đội tuyển. Africa Freak họ khả năng sẽ chọn ở khu vực đường dưới cũng được, ở cái phase chọn thứ hai họ hoàn toàn có thể chọn Ezreal dành cho Leo, một vị tướng mà anh ta sử dụng tôi nghĩ là khá là thành thục ở thời điểm hiện tại, nhưng đang hướng đến một mẫu chất tướng có khả năng có rời tầm xa, và Varus được khóa lại dành cho Africa Freak. Vẫn là con tướng mạnh dành cho Leo, giống như Kalista thì Varus cũng sẽ có áp lực đẩy đường khá là tốt ở thời điểm cấp độ 1. Khả năng có rỉa máu vẫn sẽ là có đối với Varus sắc lực và mưa kiếm. Ván thi đấu này thì có Senatamken, và đây xem cái cơ sở hoàn toàn có thể lựa chọn cặp đôi đường dưới dành cho Noah và Half. Họ có thể bích luôn ở trong cái lượt lựa chọn này, đẩy con Lee Sin lên khu vực đường đơn để gia tăng thêm cái đội hình băng bổ vào, đánh thêm một cái tuyến nhất định dành cho bên phía của KT. Thì có thể thấu hiểu được cái ý đồ chiến thuật của phía KT ở sau những lượt lựa chọn đầu tiên của họ rồi. Đối đầu với Varus thì bạn có một cặp đôi đường dưới có khả năng hồi phục cùng với cái sự trâu đến từ Tamken. Nó thì cái cặp đôi sẽ là Tamken, tôi nghĩ là sẽ là một cái sự lựa chọn ổn đến từ KT thôi, nhưng họ đang muốn chọn người chơi đi rừng cho Blank. Điều này đồng nghĩa việc là ở cái phase cấm thứ hai khả năng cao thì Tamken sẽ bị cấm bên phía của Africa. Để coi khi mà bị cấm đi Tamken thì họ sẽ bổ sung cho mình đó những mẫu chất tướng nào khu vực đường dưới đến từ bên phía của Katy Roster. Có lẽ như họ sẽ sợ mất đi cái con bài Diana này dành cho Blank. Dù sao thì những cái lựa chọn đường đến từ bên phía Katy cũng dần được hình thành rồi. Lý xin đường đơn, đường giữa hay đường trên thì tôi chưa biết, nhưng xác suất xuất hiện khu vực đường trên nó sẽ cao hơn. Và cái đội hình khi mà có Senna thì cần phải có thêm những cái con tướng có khả năng gây sát thương và lao vào, thì Diana hoàn toàn nhận được vai trò đó. Udi trong cả 3 ván thi đấu ở kèo thi đấu BO3 này thì đây là lần đầu tiên mà nó xuất hiện nằm trong tay của Rich. Một vị tướng có khả năng băng bổ vào kết hợp cùng với Seth gia tăng cái khả năng chủ động đến từ bên phía của Africa Freak lên đội hình của Katy Roster. Và để xem cái sự lựa chọn này đến từ Dread liệu có giúp cho anh ta mang lại lợi thế dành cho Africa Freak hay không.
phép áp thứ hai thì các lá Africa sẽ nhằm vào vị trí hỗ trợ bên phía bên kia khi mà Senna đã được khóa trước vào rồi. Với đội hình của cả hai phía đều đang thiên hướng tới rất là nhiều những con hướng tay ngắn và tiếp cận lẫn nhau, thì khi mà kiểu dạng lối chơi nhiều đấu sĩ như vậy thì chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái tình huống giao tranh hỗn loạn. Tôi đang nghĩ tới con bài Silas sẽ được khóa vào dành cho bên phía của Africa, thì không biết đó có phải là sự lựa chọn ưu tiên dành cho Fly hay là Kin, hay là vẫn sẽ tiếp tục là Gwen dành cho Kin ở khu vực đường trên chẳng hạn. Dù sao thì đó vẫn là cái con tướng có cái lượng sát thương rất là lớn trong tình huống giao tranh. Lực cấm của cả hai ở trong phase 2 đều nhắm tới vai trò hỗ trợ với việc loại bỏ đi Thresh và Nautilus. Với việc là bạn có cho mình Varus ở trong đội hình thì cấm đi những vị tướng có khả năng mở giao tranh trực diện là điều nên làm đến từ bên phía của Africa mà thôi. Nautilus với những cái tình huống thủy lôi tầm nhiệt chỉ thẳng vào đầu thì sẽ rất khó để cho Leo anh ta có thể có hỏa trống để gây sát thương, và thậm chí còn là những cái mục tiêu để Katie Roster họ băng thẳng vào với sự kết hợp đến từ Diana nữa. Và Silas là lượt ban đến từ Africa Freak ở lượt cầm cuối cùng. Như vậy là họ không có ý định lựa chọn Silas ở trong cái sự chọn đầu tiên của mình, và thay vào đó xem cái con tướng hỗ trợ Leona đang được mở ra dành cho Lehen, một con tướng có khả năng mở giao tranh và có thể follow up cùng với những người đồng đội của mình. Nếu như lượt này họ không lựa chọn hỗ trợ thì nhiều khả năng họ sẽ đẩy con bài set này xuống khu vực đường dưới chẳng hạn. Wow, muốn cướp tướng của bên phía đối phương. Một cái phương án cũng không hề tồi chút xíu nào cả dành cho bên phía của Africa với việc đang giữ Tahm dành cho Lehen. Rõ ràng là một sự lựa chọn Tahm sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho Africa Freak khi mà Varus là một chất tướng không có độ cơ động, và nếu như đi cặp với Tahm thì cái khả năng an toàn khu vực đường dưới sẽ mạnh mẽ hơn dành cho Africa Freak, và họ còn giảm bớt được cái sức mạnh đến từ Senna ở phía bên kia nữa. Để xem Katie Roster sẽ sử dụng vị tướng nào ở khu vực đường dưới dành cho Hap trong vòng đấu này để kết hợp với Senna. Họ hoàn toàn có thể chọn cho Do một vị tướng ở khu vực đường giữa, nhưng có vẻ như đang hướng đến Lee Sin ở đường giữa, và đây sẽ là con Na đường trên dành cho Doran. Na đường trên đánh ôn kèo dành cho Doran, một đội hình vẫn gia tăng thêm cái sức tăng trưởng để có thể băng bổ vào trong đội hình của phía đối phương ở dạng Na khổng lồ, khống chế vẫn sẽ là có. Galio đang được giữ dành cho Hap. Ở thời điểm hiện tại thì anh ta có thể cân nhắc tới những con tướng mà kiểu dạng gây sát thương và cục súc hơn chút xíu, nhưng Galio vẫn là cái con tướng mà có khả năng tận dụng được những cái lợi thế khi mà nó có được một vài những món trang bị, đặc biệt thêm là cái khả năng kích tốc đến từ cái vương miệng Surella được lên chẳng hạn. Wow, những sự lựa chọn thay đổi rất thú vị đến từ bên phía của KT. Nocturne hỗ trợ mà. Khả năng đây sẽ là con Nocturne hỗ trợ ở khu vực đường dưới dành cho Hap. Để xem cái kèo, cái cặp đối đầu, cái cặp kết hợp này giữa Nocturne cùng với Senna liệu có mang lại cái lợi thế dành cho KT hay không. Họ cũng đang sở hữu những vị tướng lao vào rất mạnh á. Công cụ để có thể mở giao tranh dành cho bên phía của KT vẫn rất mạnh ở trong ván thi đấu này, và đội hình có Senna nữa thì cái khả năng bảo trợ từ tầm xa vẫn sẽ là có. Rất thú vị đến từ bên phía của KT khi mà họ có được một con tướng hỗ trợ mang thiên hướng farm và sẽ có được cái tác động nhiều hơn ở giai đoạn về sau. Rồi để coi quyết định của họ sẽ như thế nào. Như vậy Noah sẽ chơi con tướng tạm gọi là hỗ trợ khu vực đường dưới với việc mà anh ta xách cho mình đó con Lee Sin, và con Lee Sin của anh ta sẽ được farm. Ngược trở lại thì Hap sẽ chơi Senna theo kiểu dạng Senna hỗ trợ câu rỉ máu. Vậy là Lee Sin ở vị trí đường dưới chứ không phải là Nocturne. Nocturne vẫn được dành trong tay của Dove. Tôi nghĩ đây cũng sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho bên phía của KT Roster. Trong khi đó thì Africa Freak họ có một đội hình tôi nghĩ là khá là cơ bản, với một vị tướng gây sát thương ở khu vực đường dưới và thêm một con quen của Kin ở khu vực đường trên. Khi mà Kin anh ta được đánh cái kèo có thể carry đồng đội được thì Africa Freak cảm giác là chơi game cũng không quá khó. Bây giờ ngẫm lại thì với việc mà Lee Sin xuất hiện khu vực đường dưới cũng là cái phương án khá là tốt, bởi vì Lee Sin ở khu vực đường đơn cái điểm nổi trội của nó đó chính là cái khả năng đẩy đường, chưa kể là khả năng hồi phục đến từ cái việc mà bạn nâng cho mình đó nhiều cái điểm về mặt dư chấn, kết hợp với W nữa thì bạn có được cái khả năng hồi phục, thì đây là sẽ là cái phương án trụ đường dành cho Noah cũng như là Hap. Trụ đường là cái điều tiên quyết khi mà bạn chơi Senna kết hợp cùng với những cái con tướng nào đó ở khu vực đường dưới. Chúng ta đã có nhiều cặp như là Senna Cho'Gath, khả năng hồi phục đến từ Cho'Gath vẫn sẽ có Senna Sion, Senna Tahm rồi chẳng hạn, thì lần này chúng ta sẽ có được Senna Lee Sin ở khu vực đường dưới dành cho bên phía của KT Roster. Còn ngược trở lại đội hình đến từ bên phía của Africa, thật ra đội hình này vẫn có nhiều khả năng để thể đánh cùng với đối phương. Như đã nói, ván thi đấu sẽ rất nhiều tay gần, và trong tình huống giao tranh hỗn loạn như vậy thì những cái con tướng sát thương theo thời gian đặc biệt và có khả năng hồi phục như là con bài Gwen, nó sẽ phát huy được cái độ hiệu quả nhất định. Và chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 3, game đấu quyết định giữa KT Roster và Africa Freak. Ở giai đoạn mùa xuân thì cái tỷ số đối đầu giữa hai đội thì mỗi bên đều có được cho mình một chiến thắng ở cặp đấu BO3. Tuy nhiên thì ở giải mùa hè này, đặc biệt là trong trận đấu ngày hôm nay, thì có vẻ như Africa Freak họ đang nhỉnh hơn một chút so với KT, nhưng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi.
Ván thi đấu này vẫn là ván thi đấu mà Plank có mặt ở khu vực trên để có thể để lại một con mắt giúp cho Doran có một cái lượng tầm nhìn nhất định cho kèo thi đấu khó. Kin, anh ta cũng đã thay đổi cái lối chơi của mình, hổ báo hơn, áp lực hơn với cái thiêu đốt được sử dụng của Wen của anh ta. Trong những tình huống kiểu dạng tấn công ở thời điểm cấp độ 1, anh ta chắc chắn sẽ là người có được lợi thế, mặc dù sở hữu một mẫu chất tướng là tay dài như Na. Thì để coi cái việc mà anh ta sẽ có cái lượng tầm nhìn nhất định sẽ được tận dụng như thế nào. Và Noah với Lee Sin ở khu vực khởi đầu bằng một cái khiên Doran để gia tăng thêm khả năng hồi phục. Rõ ràng là anh ta cần những cái khả năng hồi phục, những cái tình huống hồi màu đến từ vị trí của Harp, mặc dù là có nhưng nó vẫn, tôi nghĩ là vẫn không đủ so với cái khả năng bốc tầm xa đến từ Leo với những tình huống anh ta sử dụng mũi tên xuyên phá ở phía bên kia. Nếu như bạn hồi phục tốt ở khu vực mạng dưới thì cũng không sợ lắm những cái tình huống có. Trong khi đó là khu vực đường giữa thì Dove đang là người làm chủ động hơn so với vị trí của Fly khi mà anh ta cộng quỹ trước tiến lên. Một ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy như những cái bước tiến bắt đầu khác biệt đến từ Fly ở khu vực đường giữa. Trước đó trong ván thi đấu đầu tiên thì anh ta là người trao đổi chiêu thức thua, nhưng đây là tình huống mà anh ta không ngại trong những tình huống đấm tay phải trái của mình để có thể lấy lượng máu lớn đến từ Dove. Một pha di chuyển để làm con mắt vào khu vực rừng gần bãi chim đến từ Dove cho cái dịp đẩy cái quay lính đầu tiên. Đó pha thi đấu mà Dove đã chấp nhận hy sinh cái lượng máu nha, thậm chí là anh ta không có ý định lá thích. Anh ta chỉ farm được 3 trên tổng số 6 con lính ở khu vực đường giữa dành cho cái quay lính đầu tiên mà thôi. Doran ở khu vực đường trên thì anh ta sẽ giữ lính ở một khoảng cách an toàn mà thôi. Dù sao thì trao đổi chiêu với một con quen có thiêu đốt nó cũng không phải là một cái quyết định đúng dành cho Doran ở khu vực đường trên. Ở đường dưới của chúng ta thì vẫn sẽ là cặp đôi Leo cùng với Lehe sẽ là những người gây sức ép và chủ động đẩy lính mà thôi. Lee Sin cấp độ đầu cái khả năng clear lính của bạn cũng sẽ không thực sự là mạnh, cộng thêm với việc là bạn chỉ cần dấn lên thôi là ngay lập tức ăn phải một cái mưa tên đến từ Leo sẽ rất là khó chịu. Ở khu vực đường giữa là tình huống trao đổi chiêu thức nhẹ với phục đến từ Nocturne khi mà anh ta sử dụng những cái tiện ích của mình, đó chính là bình thuốc biến dị, thì anh ta đang có khả năng trao đổi chiêu thức tốt hơn so với Fly. Và vừa rồi thì bên phía của LCK cũng đã giúp cho chúng ta có một vài thông số trong vai trò xạ thủ, là cái khoảng thời gian tương đối là lâu rồi đến từ con bài Lee Sin này nó được mới được xuất hiện, hình như cái lần cuối là nằm trong tay của Bitlet, gần 3.000 ngày, một khoảng thời gian tương đối là lâu. Kin đang tiến sang rừng đối phương để cướp, nhưng Plank cũng rất nhanh chóng để anh ta hoàn thành xong được con góc thành tinh. Đó là một tình huống đầu tư cả tốc biến đến từ Dread, nhưng chỉ là một pha tốc biến đâu tốc biến mà thôi. Có thể cái áp lực ở trong khu vực rừng vừa rồi cũng khá là lớn nha. Kin cũng đã bắt đầu di chuyển để có thể hỗ trợ dành cho Dread tấn công vào khu vực rừng của phía đối phương. Nhưng với việc mà Plank thoát được trong cái tình huống tấn công đó, thì anh ta vẫn đang đảm bảo được cái vòng rừng của mình. Cái đường không có lợi thế dành cho bên phía của KT, nhưng phần rừng thì không bị xâm phạm nhiều quá đến từ Plank. Con cua dưới đang là điểm đến của hai người chơi đi rừng với cái thế lính đẩy tốt đến từ bên phía của Africa, đến từ vai trò xạ thủ hỗ trợ của họ, thì họ sẽ giúp cho rừng của mình có thêm cơ sở để thể kiểm soát. Tuy nhiên đường giữa là cái lực đẩy đến từ vị trí của Dove, và Dove đang muốn tiến ra hỗ trợ cầm đội của mình, đó là tình huống 2v2. Song Tú Quyền giữ chân được hai người sát thương rồi vào, nhưng nó chưa đủ. Plank đang là người cắm nguy, anh ta trừng phạt vào cua để có thể hồi phục, nhưng vẫn là chiến công đầu dành cho Dread. Dove đang là người gặp nguy hiểm và anh ta được một điều gục dành cho bên phía KT Roster. Đó cũng tốc bên đến từ Lehen nhưng vẫn bị gục. Harp ở tầm ngoài, anh ta chưa có quá nhiều sát thương. Tiếp tục là Song Tú Quyền tốt đến từ Fly. Wow. Và nó là điểm gục liên tiếp dành cho bên phía của Africa Freak, 4-2. Double kill dành cho Leo trong tình huống vừa rồi, một pha mà quá lợi thế dành cho xạ thủ của phía Africa. Một tình huống mà như đã nói, cặp đôi đường dưới của họ đẩy trước và họ được quyền di chuyển ra. Cặp đôi đến từ bên phía của KT Roster cũng có ý định để có thể giữ chân. Những cái cánh còn lại giao tranh 2v2 thì nhỉnh hơn dành cho bên phía của Africa, khi mà cái nhịp đánh rất chủ động đến từ Fly. Anh ta là người chủ động để có thể sử dụng cái song thú trưởng của mình, vừa gây hiệu khống chế vừa gây một cái lượng sát thương, và quan trọng hơn nữa cái lượng sát thương này được tập trung vào một mục tiêu, đó chính là Plank. Mặc dù Plank đã cố gắng trừng phạt vào con cua để có thể gia tăng thêm cho mình đó lượng máu, nhưng mà sát thương đến từ hai thành viên tấn công vào anh ta khiến cho anh ta cũng phải mất một khoảng thời gian để có thể tích tụ ngược trở lại. Và đó cái nhịp đánh ổn hơn dành cho bên phía của Africa Freak. Ở tình huống có mặt sớm hơn đến từ cặp đôi Leo cũng như là Lehen. Và rõ ràng ở những khoảng thời gian ban đầu như thế này thì cái lượng sát thương đến từ các bài Sena nó không thực sự là quá nhiều. Và Leo, anh ta có được cú double kill. Đây sẽ là một cái bước tiến lớn ở khu vực đường dưới để tiếp tục gia tăng cái lợi thế dành cho Africa Freak. Dòng đầu tiên, dòng lửa thuộc về cho họ.
tận dụng khoảng thời gian và lợi thế ở khu vực đường dưới khá là tốt dành cho bên phía của Africa. Đợt lính ở khu vực đường dưới vẫn sẽ tiếp tục đẩy dành cho Leo. Lần về nhà này thì anh ta cũng đã có nước mắt không bị thiếu hụt về lượng năng lượng, và chưa kể đó đang có hai bùa lợi ở trên người của mình nữa. Không ngại lắm trong tình huống đối phương có thể tấn công. Đồng ý là con bài Lee Sin có khả năng tiếp cận, nhưng có cái khả năng bảo trợ đến từ Lehen với tầm Ken ở phía sau thì không có nhiều lắm cái áp lực đến từ bộ đôi của phía KT Royster trong tình huống giao tranh hai vé sai. Những tình huống lách rất là khéo đến từ xạ thủ của phía Africa Fred. Với việc là đường trên vẫn đang có thể lính đẩy thì Blank anh ta có khoảng trống để tiến vào rừng của đối phương cũng như là gây áp lực khi anh ta đã có cho mình cấp độ 6. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái lợi thế ở rừng nó vẫn đang chưa thực sự quá nhiều, và Blank anh ta còn đang bị đối phương out về chỉ số lính nữa, 48 so với 36. Có lẽ là Blank anh ta cần chú trọng hơn trong cái việc farm của mình không bị out quá nhiều về chỉ số lính. Hai người chơi đường trên vừa rồi cũng đã sử dụng cho Blank dịch chuyển rồi, tức nghĩa cái áp một con mắt được cắm phía sau của bên phía KT Royster cũng rất khó để có thể triển khai. Blank nãy giờ đang tương đối hổ báo nha, anh ta di chuyển thẳng vào rừng của phía đối phương với một chút những cái lợi thế về đợt lính đẩy tốt dành cho Doran khu vực đường trên. Nhưng ở thời điểm hiện tại anh ta mới chỉ đạt được cho mình đó cấp độ 5 mà thôi. Bắt đầu va chạm nhưng như đã nói trong tình huống trao đổi chiêu thức thì không có cửa dành cho bên phía của KT Royster. Sát thương trả lại đến từ Leo là quá nhiều, và Noah mặc dù anh ta rất hổ báo trong tình huống vừa rồi nhưng cái lượng máu bị mất đi là quá nhiều. May mắn là anh ta vẫn có thể lui về và thêm cái khản phục để tự chịu háp nữa. Đường giữa vẫn là lợi thế dành cho Đô. Từ đầu và đầu đến giờ anh ta vẫn là người chủ động đẩy lính hơn ở khu vực đường này, nhưng Blank chưa có cấp độ 6 và họ vẫn chưa thể nào kết hợp được với nhau ở khu vực đường giữa để mang lại điểm hạ gục tiếp theo dành cho Đô. Lần này thì Reed đang có mặt ở khu vực đường giữa để có thể giải tỏa đi cái áp lực. Ở khu vực đường trên thì chắc hẳn đây là một cái con bài rìu sắc thật dành cho Doran khi mà anh ta hướng lên cho mình đó búa gỗ sớm. Kin cũng chưa nhiều lắm những cái khả năng áp sát, đồng ý là anh ta sẽ có lợi thế hơn ở những thời điểm cấp độ đầu tiên. Nhưng bởi vì Gwen có cái điểm yếu đó chính là hiệu khống chế không có nhiều, và cái khả năng đào thoát đến từ Doran vẫn sẽ là có trong những tình huống nhún nhảy về của anh ta, thì anh ta cũng không có bị áp lực solo kill đối với cái kèo thi đấu này. Và thậm chí anh ta là người chủ động hơn trong những cái quay lính được đẩy lên, cố gắng tiếp cận vào công trình phía đối phương để có thể gia tăng thêm cái áp lực đến từ cái việc mà anh ta bào đi cho mình đó lớp giáp trụ. Trên thì Doran anh ta vẫn đang là người chủ động đẩy lính, tuy nhiên cần cẩn thận hơn bởi vì cái lượng mắt của KT Royster đã không thực sự quá nhiều. Và nếu như anh ta đã bị đẩy quá cao sau đó bị tiếp cận và cái lượng sát thương dồn vào với một con quen có thiêu đốt thì anh ta sẽ là người gặp nguy hiểm vô cùng nhiều. Vẫn cẩn thận hơn đến từ đường trên của KT. Bắt đầu di chuyển đến từ bên phía của Africa rồi. Thời điểm 8 phút con sứ giả bắt đầu xuất hiện thì đây cái nhịp di chuyển một lần nữa vẫn sẽ tốt hơn. Africa có cái điểm tốt của họ ở trong xuyên suốt cái kèo thi đấu BO3 này, đó chính là cái khả năng kiểm soát cái cánh trên bản đồ tương đối là ổn nha. Tất nhiên nó vẫn sẽ đến từ cái việc di chuyển đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ, và họ đang cố gắng chơi xoay quanh những cái mục tiêu lớn ở trên bản đồ. Cặp đôi xạ thủ hỗ trợ chỉ cần di chuyển ra khu vực đường giữa để tạo ra cái thế kiểm soát con sứ giả tốt nhất, sau đó họ sẽ quay ngược trở lại khu vực đường dưới để có thể đón nhận được lính đang đẩy vào. Đường trên vẫn đang giữ nhịp ổn dành cho Kin, một ván thi đấu đang tương đối là chậm nhưng vẫn sẽ có những cái lợi thế cụ thể dành cho bên phía của Africa. Ở trong cả ba bàn đấu thì Africa đều là người chủ động kiểm soát ở khu vực sứ giả, và những cái trụ họ lấy được từ rất là sớm cộng với cái lượng tiền giúp cho chủ lực của họ có thể xanh sớm hơn. Red có được khoảng trống và anh ta tiến vào rừng đối phương, tiếp tục là cướp bãi tài nguyên đến từ Blank. Nãy giờ thì Red luôn là người làm tốt hơn về chỉ số lính, anh ta luôn luôn có một cái ngưỡng cấp độ là out một cấp so với cả Blank ở phía bên kia. Điều này sẽ khiến cho cái áp lực đến từ Danan nó sẽ bị giảm bớt đi một chút. Rồi, trong một khoảng thời gian ngắn hạn vừa qua thì cả hai bên cũng không va chạm bởi vì đó là một cái nhịp di chuyển kiểm soát bản đồ tốt hơn dành cho bên phía của Africa Fit. Liệu rằng cái đột biến nó sẽ có đến từ Fly khi mà anh ta đã hồi lại cho mình đó tốc biến, và cái đợt lính đang được đẩy khá là ổn ở khu vực đường giữa nè. Cặp đôi mid rừng đến từ bên phía của Africa bắt đầu có tín hiệu di chuyển xuống khu vực đường dưới. Điều này nó vô hình chung nó tạo ra một cái áp lực gián tiếp dành cho Half cũng như Noah. Con sứ giả này nếu như không có tình huống va chạm găng ổn dành cho bên phía của Africa, đơn giản nó chỉ đẩy ra để có thể bào đi cho mình đó hai lớp giáp trụ đến từ bên phía của Africa thích. Có một cái điểm cộng dành cho KT Royster là ở khu vực mạng giữa của bản đồ họ vẫn đang có rất là nhiều tầm nhìn, và nếu như có sự di chuyển đến từ Dread xuống họ ngay lập tức lui về không gặp quá là nhiều nguy hiểm. Fly đang là người bị nhắm đến, Blank đang muốn tiếp cận nhưng anh ta có cho mình chiêu cuối giữ chân được Fly. Cú song thú quyền khá là tốt, bây giờ hoang tưởng mới được bật và nó không giúp cho họ có được điểm hạ gục, nhưng họ đã ép được tốc biến đến từ đường giữa của Africa. Một tình huống ép tốc biến tôi nghĩ cũng khá là ổn, nhưng quan trọng như Lisa cũng đã chia sẻ đó chính là hoang tưởng đã được sử dụng thì thời điểm tranh chấp con rồng nguyên tố tiếp theo liệu rằng đó có phải là một cái tài nguyên mất mát lớn dành cho bên phía của KT Royster hay không. Khả năng tiếp cận đối với Fly vẫn sẽ là có bởi vì anh ta đang để giành được cho mình đó chiêu cuối trong tình huống vừa rồi, không có góc để anh ta có thể sử dụng cái chiêu cuối khi mà cái cặp đôi đến từ bên phía của KT cũng đang rất cẩn trọng. Nhưng một lần nữa cũng phải nói sự sinh tội lỗi trùng đến từ Leo và họ đang dồn sát thương của Harp.
ngay lập tức là tình huống lặn tốt đến từ sự hỗ trợ của Katie Roster, nhưng Noah đang bị đá lưới làm chậm. Cái tình huống có mặt đến từ Fred là hơi muộn, nhưng đây sẽ là cái tiền đề để họ thả sứ giả khu vực đứng dưới và gây sức ép vào cái trụ đầu tiên. Chúng ta có thể cái dịp kiểm soát rất là chắc chắn đến từ bên phía của Africa, họ làm tốt như thế nào, đợt lính được tích tụ 2.5 quay ở khu vực đường dưới để cho họ có thể có được cái áp lực tấn công vào khu vực hang đồng. Đây là cái cách mà những người Hàn chơi xoay quanh những cái lợi thế của họ, thậm chí là con sứ giả vừa rồi được đẩy để có thể gia tăng thêm áp lực, tạo nên cái cơ sở thắng đường lớn hơn dành cho cặp xạ thủ hỗ trợ của bên phía Africa. Cộng đồng nguyên tố thứ hai không có nhiều lắm cơ sở tranh chấp dành cho bên phía của Katie Roster khi mà họ chưa hồi lại chiêu cuối đến từ Norton cũng như là Diana của Plan. Và đặc biệt là Hap anh ta cũng đã quá thấp máu rồi. Ở thời điểm hiện tại thì những cái tình huống một tên xuất phá của Leo khiến cho máu của Hap anh ta tụt vô cùng nhiều và họ không có cơ sở để tiến ra con rồng thứ hai của bán đấu. Mặc dù phòng ngự thành công được cái trụ đầu tiên, nhưng nên nhớ là Africa Freak họ đang dẫn trước đến hai rồng. Trận đấu này chúng ta đã có linh hồn rồng gió, một linh hồn mà đối với các thành viên của Africa cũng có khá là nhiều những cái chiêu cuối hữu dụng. Một ván thi đấu mà chúng ta có thể thấy toàn là rồng gió đến từ cả hai đội tuyển ở ván 1 cho tới tận ván 3. Đường trên thì không có nhiều lắm những cái tình huống va chạm bởi vì cái cơ sở thắng của phía Africa rõ ràng là khu vực đường dưới. Lần về nhà này thì Leo cũng đã có được cho mình đó giả kiếm rồi, một món trang bị khá là thú vị, thông sẽ hướng lên cho mình đó cái móng vuốt hắc ám để có thể có thêm cái lượng sát thương về mặt sát lực tốt dành cho đội hình của mình. Nhưng trong trường hợp này thì giả kiếm cũng được, được ổn cái chỗ đó là bởi vì đội hình của cả hai phía đều là tay ngắn trong tình huống giao tranh hỗn loạn. Nếu như có người chết thì bản thân của Leo sẽ được an toàn với việc mà kích hoạt được cái nội tại của giả kiếm này. Đúng là như vậy, nếu như mà có thể hạ gục được đối phương thì rõ ràng là Leo anh ta sẽ có một khoảng trống để có thể tàng hình và sẽ không được chọn là mục tiêu bên phía OKT Roster. Nhưng Leo đang gặp nguy hiểm, anh ta dính chiều cuối lân quỳ đến từ vị trí của Lin. Đó là một pha solo kill khu vực đường dưới. Khi mà bạn đã dính cái nộ long cương rồi thì sóng âm găm vào vô cùng dễ mà thôi. Một tình huống solo kill rất là tốt đối với hai người chơi xạ thủ và tiếp tục làm tình huống cố gắng để có thể phản ứng ngược trở lại dành cho bên phía của Africa. Có hoang tưởng được sử dụng, dịch chuyển đến từ con bài Na nhưng mà lượng máu của ta thấp quá. Na khổng lồ chưa kịp kích hoạt thì cái lượng máu này Doran phải tạm thời lùi mà thôi. Cái cánh bên kia thì đã có ba thành viên đến từ bên phía của Africa và họ đã dứt điểm được Dove. Rất may mắn dành cho Doran khi mà anh ta còn chấm máu nhưng vẫn kịp thời sử dụng tốc biến của mình để có thể lui về. Đó là một pha mà căn nộ không quá tốt đến từ người chơi đường trên của Katie Roster. Hay nói chính xác hơn là trong cái thời điểm mà anh ta dịch chuyển thì anh ta đứng im bất động và đó cơ sở để hệ tấn công tốt dành cho Kin. Anh ta đẩy luôn cả chiêu cuối cũng như cái thiêu đốt của mình. Anh ta để cho đường trên của phía đối phương dịch chuyển, anh ta không dịch chuyển để tạo ra một cái lợi thế về lớp giáp trụ mà anh ta bào được. Cái cơ sở dành cho Kim trong pha thi đấu đó là hai lớp giáp trụ khu vực đường trên, đường dưới cũng không thua. Mặc dù trước đó bên phía của KT có một tình huống solo kill dành cho hai người chơi xạ thủ, nhưng và phản ứng ngược trở lại đến từ bên phía của Africa lại là tốt hơn. Và Africa Freak họ vẫn đang dẫn trước về lượng tiền sau 13 phút thi đấu, nó rơi vào con số 2k tiền ở phút 13. Tôi nghĩ đó là một con số chấp nhận được dành cho Africa Freak, đặc biệt là họ đang sở hữu vị tướng ở vị trí xạ thủ của mình vẫn đang khá là mạnh. Khá là thú vị á, khi mà cái cách mà Noah sử dụng con bài Lee Sin này cũng tương đối là mượt mà. Tôi cảm giác như anh ta là boy quan cham Lee Sin thì phải. Hộ thể cắm mắt trước, sau đó cố gắng tiếp cận bên phía đối phương. RQ chuẩn xác tốc biến theo để thể đuổi dứt điểm đối phương, pha xử lý rất là tròn chỉnh. Thường á là những người chơi đường đơn thì may ra mới sử dụng cho mình đó con bài Lee Sin, còn đối với xạ thủ thì ít khi nào có cơ sở để có thể sử dụng Lee Sin lắm. Pha thi đấu này thì như đã nói, Kim dịch chuyển hơi vội và ta dịch chuyển trên cái tầm nhìn và chưa kể cái góc đứng của ta cũng gần Kim nữa. Và Doran thì anh ta chưa kịp xuống vùng bản dưới của bản đồ mà anh ta đã hết máu rồi. Rất là may mắn khi mà anh ta có thể lui về được. Nhưng Africa Freak thì họ vẫn đang là những người có lợi thế. Rồng thứ ba của bán đấu thì gần 2 phút nữa nó mới xuất hiện. Ở khoảng thời gian này thì Fly đang cố gắng di chuyển để có thể lấy thêm cái lượng tầm nhìn ở bản dưới này. Anh ta nên cẩn thận. Khi mà ở thời điểm hiện tại thì Tô, anh ta cũng đang có mặt ở đây cùng với Hap cũng như là Noah, cố gắng kiểm soát thêm cái lượng tầm nhìn. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại cái lượng sát thương đến từ cái con Senna trong tay của Hap chưa thực sự cao nha. Căn bản bởi vì anh ta không được farm một con Senna hỗ trợ thì tăng tiến dần dần theo cùng với thời gian mà thôi. Thì cái ngòi nổ chính chủ lực vẫn sẽ là con bài Lee Sin của Noah. Với cái con Lee Sin thiêu đốt của anh ta thì giai đoạn đi đường ở sau khi kết thúc giai đoạn đi đường ở khu vực đường dưới, anh ta hoàn toàn có thể là vị tướng đẩy lẻ được, hoạt động độc lập được ở trong những tình huống mà cắt cử ra một đường. Cũng là cái phương án không hề tồi dành cho bên phía của KT Roster. Africa ngược trở lại khu vực đường trên của họ thắng nha. Về mặt chỉ số lính thì không chênh nhiều, nhưng lớp giáp trụ như nói trước đó sẽ có cái lợi thế dành cho Kim.
nhé. Có một điểm là tôi vẫn chưa thấy bên phía của Africa Freak họ hướng lên những món đồ giảm hồi máu. Tiếp tục là sóng âm trúng, cú đá về nhưng đối phương ngay lập tức là nuốt vào, quay trở lại chảng xích tội lỗi. Có hắc ám soi dọi đến từ vị trí của Hap nhưng phía ở khu vực đứng giữa cũng đang có đánh nhau. Và đó là cú dịch chuyển xuống đến từ quen trong tay của Kim, nhưng anh ta ấn hạ tốc độ hơi bóp đường dưới đã có được điểm vào gục. Đó là tình huống 1-1 mà thôi. Phía bên này thì Red vẫn đang muốn tấn công vào pro và sát thương sẽ là đủ. Kim là người có mạng cho pha vừa rồi. Kim hơi fail chút xíu nhưng thôi, dù sao thì anh ta cũng đã có mặt kịp thời để có thể giúp cho pha giao tranh đó cân bằng lại về cái điểm hai gục. Ở khu vực đường dưới tương tự là như vậy, một loạt những cái tình huống giao tranh lớn dành cho cả đội tuyển. Và bên phía Corfira tôi cảm giác như họ vẫn là cái đội tuyển chủ động trong tình huống thi triển vừa rồi. Ở khu vực đường dưới, Lehen đã có một tình huống kiểu dạng cố gắng để có thể outplay, nhưng cái chiêu cuối đến từ cho Noah vẫn có thể được kích hoạt thêm lần nữa và anh ta nhắm vào Lehen để có thể đá cái nổ long cước đó. Hãy cùng xem tình huống giao tranh ở khu vực đường dưới. Một pha giao tranh rất chủ động đối với Noah. Anh ta cố gắng tiếp cận đá về, cancel cái đòn đá rờ nổ long cước đó và ép lui được Noah. Trong tình huống giao tranh tiếp theo vẫn là tình huống giao tranh cu cưa dành cho cả hai phía. Một con mắt được sử dụng hai lần. Hơi đáng tiếc là anh ta đã bị hạ gục trước và rất may mắn là anh ta có thiêu đốt để có thể kéo theo cái điểm hạ gục vừa rồi của Leo. À, công nhận là Noah ta vô cùng chiến với vị tướng Lee Sin của mình, can sát thương vô cùng tốt. Và đây là cái tình huống mặt đánh nhau ở khu vực gần đường giữa hang rồng. Tôi không hiểu tại sao Kin anh ta lại bấm cái thông nổ để xuống hang rồng trong tình huống vừa rồi. Nếu anh ta đi thẳng vào thì đó sẽ là tình huống 3v2 dành cho Africa. kiểu là kiểu cố gắng kích cái hạt thông nổ để có thể rút ngắn cái khoảng cách, cố gắng tiếp cận với đối phương. Pha thi đấu vừa rồi hơi xui dành cho Fly, đó chính là cái thời gian hiệu lực của hoảng sợ nó tương đối là lâu, khiến cho anh ta không kịp sử dụng chiêu cuối, câu kéo thêm khoảng thời gian nữa. Nếu như anh ta kịp thì biết đâu đấy anh ta sẽ sống sót với việc can thiệp kịp thời của Kin nữa. Một pha thi đấu mà giao tranh rất lớn nổ ra ở khá là nhiều phía, nhưng tổng kết lại đội hình đến từ bên phía của Africa vẫn đang có được lợi thế. Họ đã mở được cái trụ khu vực đường dưới rồi, đồng ý là họ mất được trụ khu vực đường trên, họ mất luôn trụ khu vực đường trên, nhưng mà họ bổ sung thêm cho mình đó con rồng nguyên tố thứ ba ở ván thi đấu này ở thời điểm tương đối là sớm. Và đặc biệt là khi cái trụ bộ đường dưới không còn nữa thì cái đường ra hang rồng nó sẽ dễ hơn dành cho Africa Freak ở rồng tiếp theo. Họ đã dẫn trước 3-0 về rồng so với Katie Roster. Con đường đến với linh hồn rồng nó sẽ không còn xa nữa. Nhưng nên nhớ là bên phía Katie Roster với 4 phút nữa với con rồng tiếp theo thì cái lượng sát thương của họ vẫn đang được đảm bảo ở trên hầu hết các thành viên. Chính xác là như vậy. Chúng ta có thể thấy như cặp đôi đường dưới bắt đầu có được một vài những cái phương án tấn công chủ động. Họ không còn là bị động trong tình huống đẩy lính lên đến từ bên phía của Africa nữa. Liên tiếp là những tình huống cố gắng tiếp cận đến từ Noah để có thể gây được áp lực trong gian đi đường. Và Senna vẫn đang farm. Xét một cách cụ thể thì giai đoạn về sau đội hình có Senna vẫn sẽ có bước tăng trưởng khá là tốt dành cho phía của Katie Roster mà thôi. Quan trọng là họ có kéo được về sau hay không. Khi mà như đã nói, áp lực linh hồn rồng ở trong ván thi đấu này vẫn sẽ có khá là sớm dành cho phía của Africa. Okay, nếu mà đợi đến khoảng thời gian mà Senna trong tay của Hap, anh ta có thể khỏe, tôi nghĩ là cũng đợi khá lâu nữa. Và đặc biệt là khi mà con rồng này ra thì vẫn chưa đến cái lúc mà anh ta có thể mạnh được. Tuy nhiên được trên lại có giao tranh và Kin đang có vẻ như muốn lui về trong pha này, ép được cú dịch chuyển. Nhưng chiều của chúng hai người đến từ Doran, cú bốc về với huyệt diệt đấu trường đến từ vị trí của Fly. Nhưng Doran cũng rất nhanh chóng để tốc biến bỏ chạy khu vực đường giữa có đánh nhau. Sẽ xích tội lỗi được sử dụng trước đó đến từ Chicoleo và may mắn là anh ta an toàn. Giao tranh rất là căng thẳng nhưng không có ai phải nằm xuống trong tình huống đó cả. Nó A hộ thể về cùng với hỗ trợ của mình, nhưng vừa rồi Hap cũng phải đổ mồ hôi hột khi mà đó cái lượng sát thương quá lớn được gây ra bởi con bài Varus của Leo. Áp lực ở khu vực đường giữa sẽ được triển khai khi mà đội hình đến từ bên phía của KT sẽ thiếu người. Ở khoảng thời gian hiện tại thì Africa Freak vẫn đang là những người có lực đẩy ở khu vực mặt giữa của bản đồ. Họ đang muốn gây sức ép để lấy được cái trụ một này. Tình huống tấn công đến từ Noah nhưng sát thương trả lại đến từ Leo là vô cùng nhiều. Blank dứa lên nhưng anh ta nên nhớ là có Lehen ở phía bên cạnh, hơi khó để có thể tấn công vào xạ thủ của Africa Freak. Ba tốc biến đã được sử dụng trong đội hình của phía KT trong tình huống vừa rồi, đặc biệt ở khu vực đường trên khi mà cặp đôi đến từ bên phía của KT phải sử dụng tốc biến để thể đào thoát đó tình huống băng trụ. Nhưng 3v2 có sự hỗ trợ nhẹ nhẹ đến từ Half với cái hắc ám soi rọi của ta lên cánh trên của bản đồ nữa. Còn ngược trở lại, chúng ta đang được theo dõi tình huống giao tranh ở khu vực đường giữa, một tình huống 3 đánh 2 ngược trở lại dành cho bên phía của KT. Nhưng mà bởi vì có được Tam Ken và có được cái vị trí đứng ở khá là gần trụ nên cặp đôi đến từ bên phía của Africa cũng không gặp nguy hiểm. Và pha thi đấu này cũng không có điểm hạ gục nữa khi mà cái lượng sát thương đó thiếu hụt đôi phần. Phải công nhận là Lehan anh ta trâu tới đấy, anh ta nhận rất là nhiều sát thương đến từ các thành viên của cái team roster, nhưng chỉ cần bật cái cú da dày của mình lên là anh ta đã được rơi vào cái thế an toàn rồi. Và có khoảng trống thì cho Leo ở tầm ngoài gây sát thương nữa. Một tình huống một tấn công đến từ KT nhưng bẵng đi một hồi thì họ lại quay ngược trở lại là người bị động và phải lui về.
Một khoảng thời gian vừa qua thì không để ý lắm đến khu vực đi rừng thì cả hai người chơi đi rừng đều đạt cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh hai món trang bị, đặc biệt Dyna của Blanc sẽ có được rất nhiều khoảng không để có thể giao tranh ở giai đoạn tiếp theo. Bởi vì như đã nói, đây là một cái đội hình rất nhiều những con tướng tay ngắn, thì khi đó cái chiêu thức trên diện rộng đến từ Dyna của Blanc sẽ phát huy được tối đa hóa cái độ tác dụng của nó. Và anh ta cũng có khả năng áp sát nha, với một cái đai họa tiện Hextech và khả năng câu kéo với cái đồng hồ mà anh ta đang sở hữu. Áp lực được đẩy ra khu vực đường giữa để nhằm cho bên phía của Africa cố gắng có một cái trục tốt kiểm soát xung quanh khu vực hang rồng. Con sứ giả vừa rồi thậm chí được đẩy sớm ngược trở lại khi mà thời gian hiệu lực của nó không có nhiều cho lắm. Họ không đủ sức để có thể gây sức ép để khiến con sứ giả này có được cái độ hiệu quả nhất định, thậm chí là chưa chạm vào trụ của bên phía Africa nữa. Africa họ có nhiều nhân lực ở khu vực đường giữa quá, và con sứ giả được thả đến từ cái team không mang lại bất kỳ cái lợi thế nào để cho họ có quyền kiểm soát khu hang rồng cả. 26 giây nữa với con rồng tiếp theo bán đấu, và KT phải làm cách nào đó để giữ lại. Nếu như để cho Africa có được linh hồn rồng ở phút thứ 21 thì thực sự KT sẽ rơi vào thế khó. Doran đang có một lượng độ tốt và đó là tình huống lao vào đến từ Fly. Ta bị đá ra bởi nỗ lực cước, nhưng đó là chiêu cuối trúng hai người đến từ Fly. Doran tiếp tục có chiêu cuối trúng hai người, nhưng Kin ở phía bên này đang gây sát thương và Doran quá thấp máu, anh ta lên bảng điểm số mạng dành cho Kin. Fly còn một chấm máu, anh ta lui về được. Black thì đang bị truy đuổi bởi đường trên của Africa Freak và anh đã buộc phải mất tốc biến để có thể bỏ chạy. Africa Freak họ là người giành được chiến thắng trong giao tranh, và đây sẽ là linh hồn rồng dành cho ở phút thứ 21. Nó đến từ tình huống mở giao tranh rất tốt của Fly, một pha thi đấu mà Doran cố gắng để có thể tấn công vào Fly để có thể giữ cái lượng nổ tối ưu nhất trong tình huống giao tranh tiếp theo. Nhưng ta trở thành cái cục bốc bị tấn công, và cái pha hủy diệt đấu trường đó gấp cả năm thành viên bên phía của KT roster vào cái khoảng không nhất định, và đội hình đến từ bên phía của KT phải mất đi khoảng ít nhất là 3 giây mới có thể thiết lập lại vị trí cự ly đội hình của mình, và như đó là quá trễ. Và những thành viên còn lại cảm giác như họ mất đi cái độ gắn kết trong tình huống giao tranh. Blanc không gây ra được áp lực, mặc dù Doran ở dạng na khổng lồ, anh ta cố gắng để tìm ra một cái phương án phản công ngược trở lại, nhưng đó sẽ là một cái cơ sở tốt dành cho Kin. Với con bài quen của anh ta thì anh ta gây một lượng sát thương rất là đều theo thời gian, và hãy nhìn vào Blanc tương đối là đơn độc nha, chiêu cuối của anh ta được sử dụng nhưng sức ép là không có nhiều. Và chưa kể đó, Noah sau tình huống mà anh ta găm Q2 vào để có thể phối hợp cùng với những người đồng đội của mình thì cái lượng máu của anh ta cũng mất đi khá là đáng kể. Fly ta làm vô cùng tốt trong cái tình huống vừa rồi bằng cách là mở giao tranh với cú chiêu cuối của mình, ép các thành viên của KT roster lui về ở cái thời điểm mà Doran mặc dù anh ta có một cái lượng nộ là vô cùng tối ưu, tuy nhiên thì KT roster họ không thể nào kết hợp được với nhau khi mà Blank lao vào nhưng không có lượng sát thương dồn theo, và Africa Freak họ quay trở lại trả đam, thắng được pha giao tranh và họ có luôn được linh hồn rồng ở phút thứ 22. Đây là một cái bước tiến rất lớn dành cho Africa Freak, họ đang muốn tấn công. Đó là dung ngoạn thủy vực đến từ Le sẽ xích tội lỗi dồn vào, và Blank anh ta ấn đồng hồ với một chấm máu. Phía bên kia thì Fly cố gắng bắt được vị trí của Noah, nhưng Red đã hạ gục thành công được Blank rồi. Fly đang cố gắng bơi hạ gục được vị trí của Leo, nhưng có vẻ như Kin anh ta đang quá trâu khi mà Kin tới, và Do sẽ phải chạy về trong tình huống này. Doran chưa có đa khổng lồ, anh ta mất quá nhiều thời gian. Len cố gắng đá lưỡi làm chậm của đối phương, nhưng đó thì cũng sức điểm tốt đến từ đường trên của KT roster. Anh ta hạ gục được Fly, cú đá lưỡi được né đến từ Noah, anh ta không bị làm gì, những tóc biến luôn đến từ Lehen, và Noah chắc chắn nằm ngược trở lại, nhưng anh ta vẫn có được một điểm hạ gục. Cú dịch chuyển ngược trở lại đến từ Do. Doran anh ta đang là người nguy hiểm nhưng cố gắng lui về, không còn đa khổng lồ nữa, sẽ là một tiếng 2v2 và có vẻ như giao tranh sẽ dừng lại tại đây. Reed chắc là thôi nhỉ, cố gắng chi đuổi, anh ta đang muốn bắt vào Doran, có trừng phạt làm chậm, nhưng Do mới đang là người gặp nguy hiểm. Kin đã hết công cụ để tấn công rồi, rồi không, anh ta vẫn còn sức là bất bại và liên tục là những tình huống sệt sệt. Một tình huống mà chúng ta có thể ăn Kin rất là thoải mái trong cái pha giao tranh vừa rồi, anh ta gần như không bị gây áp lực liên tiếp nên những tình huống cố gắng hổ báo để có thể tấn công đối với các thành viên của Free Africa. Và một pha giao tranh 1-9-1-10 dành cho các đội tuyển. Pha giao tranh đó là pha giao tranh mà Kin tới sau 4v5 dành cho bên phía của Africa. Họ đã sử dụng những cái đồng hồ, những cái tốc biến của mình để có thể câu kéo ở thời điểm đầu để cho Kin đáp xuống, nhưng xét một cách tự chung pha tổng kết lại thì đó chỉ là tình huống trao đổi 3v3 mà thôi. Và hãy cùng xem tình huống giao tranh này. Blanc anh ta đã sử dụng cái đồng hồ để chờ cho những người đồng đội của mình cố gắng để có thể tiếp cận. Cái lượng nộ đến từ Doran cũng đã giúp cho bên phía của KT roster có được một vài những cái công cụ phản ứng ngược trở lại trong những giao tranh tiếp theo nè. Nhưng khu vực đường giữa lại đang có đánh nhau, người bị giữ chân là Hát, không, đó là Noah thì đúng hơn. Anh ta mặc dù có độ long cước nhưng chỉ để chăn trối mà thôi. Đeo cũng thứ 14 dành cho Africa Freak và họ đang muốn hướng đến Cabadon ở phút thứ 24. Đứng hơi cao đến từ Noah trong pha thi đấu đó, và anh ta ngay lập tức bị khai thác, sẽ xích tội lỗi của Leo được tung ra và không có nhiều lắm công cụ để thể đào thoát trong cái pha thi đấu vừa rồi. Không có bất cứ ai có thể follow kịp Noah để có thể cố gắng cứu anh ta cả. Bất ngờ trở ra đến từ bên phía của Africa, họ đang tràn thẳng ra nhưng không thể nào tấn công được, khi đó là tình huống giữ chân tốt đến từ vị trí của Half.
Còn người chơi đi rừng đó là Plank, nhưng liệu có cơ hội để Katie giữ lại con Baron này hay không thì chúng ta vẫn còn chưa biết, khi mà Baron đang được ăn khá nhanh đến từ Africa Freak. Hap bắt đầu lặn, tiếp tục là mũi tên xuyên phá cầu máu tầm ngoài đến từ vị trí của Leo. Baron vẫn được ăn, trong khi đó thì không có cửa vào đến từ Katie Roster và họ để cho Africa có được Baron ở phút thứ 25. Hết nơi khổng lồ rồi, Doan cũng không có nhiều lắm cái áp lực trong tình huống băng bổ vừa rồi, và chưa kể là Plank cũng không có cái góc đẹp để có thể tấn công vào khi mà đội hình đến từ bên phía của Africa sẵn sàng giữ một cái cự ly tốt để có thể bật ngược trở lại thêm một lần nữa. Và nếu như bên phía của Katie họ không muốn mạo hiểm, nếu pha thi đấu đó họ mất đi cho mình đó 4 người thì cái lượng tiền dành cho bên phía của Africa vẫn sẽ được gia tăng thêm cái con số tốt, cộng kèm với đó con Baron nữa, thì cơ sở để có thể dứt điểm ván thi đấu sẽ cao hơn dành cho bên phía của Africa Fresh. Đây là một tình huống cố gắng để hệ tấn công, nhưng anh ta rơi vào cái bẫy phản công được trở lại khi mà Lehen đứng sẵn sàng ở phía sau để có thể bảo trợ dành cho Leo. Một pha hơi non dành cho Noah khi mà anh ta hơi hổ báo trong tình huống tấn công đó. Người đi săn lại trở thành kẻ bị săn à? Được giữa lại lòng tin tấn công, và lần này thì Doran là người gặp nguy hiểm. Anh ta sai lầm quá, phát đứng lại, tôi biết là anh ta sẽ đạp xuống. Quá nhiều CC đến từ Africa Freak, mất đi một thành viên, và Africa có được cả một lượng Baron trên cả 5 người. Họ vẫn đang chia 4-1 ra ở đây. Đây sẽ là một đường dành cho Africa Freak. Khá đáng tiếc dành cho phía của KT khi mà họ lựa chọn cái đội hình tương đối thú vị khi mà xách con Lee Sin xuống khu vực đường dưới dành cho Noah. Nhưng mà cái tác dụng của nó cũng chưa có cao cho lắm, ngoại trừ một cái tình huống solo kill đầu tiên mà thôi. Thì những tình huống giao tranh đến từ bên phía của Africa, cái độ gắn kết của họ vẫn sẽ là tốt hơn, và cái áp lực đến từ bùa lợi Baron này vẫn sẽ khiến cho bên phía của Africa mở được cho mình đó trụ hai khu vực đường dưới, cộng kèm với đó là một mega khu vực đường giữa. Lượng kinh tế như đã nói sẽ được gia tăng thêm rất là nhiều dành cho bên phía của Africa. Và trong giao tranh thì đội hình của phía Africa, một thành viên bị gây sức ép đó chính là Leo mà thôi. Nãy giờ Kin được chơi free hoàn toàn nha. Ít nhất là 2-3 pha giao tranh vừa rồi Kin hoàn toàn không bị nhắm tới. Thế và đây là khi mà Katie Roster họ cố gắng bắt Leo thì có một con Tamken của Lehen ở phía bên cạnh. Trong những tình huống lao vào, thi thoảng có một vài tình huống Katie họ lao vào còn bị hụt hơi cơ, họ không bắt được đối phương mà thay vào đó họ phải nằm xuống. Kin ở khu vực đường trên, anh ta tiếp tục sử dụng một vị tướng carry, và trong trận đấu này thì không bị bắt đến, nhưng phía bên này thì Hap đang là người gặp nguy hiểm. Anh ta tốc biến bỏ chạy nhưng vẫn bị dưới hai thông đổ đến từ vị trí của Fred, và Hap chắc chắn sẽ phải nằm mà thôi. Lượng sát thương quá nhiều đến từ xe chỉ luật kim của Kin. Hap cũng sẽ đi tiếp. 2-1 dành cho Africa Freak, và người bị giữ chân lại là Noah, cố gắng sử dụng cho mình nộ lòng cướp, nhưng Black đã đi trước rồi. 4 điểm hạ gục dành cho Africa Freak, chỉ có 1 bình đồ. Anh ta thậm chí vẫn còn tận đè trên người nhưng không sử chiếc cuối, không để làm gì cả. Tốc biến lên làm chóa, cố gắng đá lên đến từ Lehen, có luôn cảm thấy cũng kiệt sức, và Fly đang tới. Đây sẽ là cú quét sạch dành cho Africa Freak ở phút thứ 27 và kết thúc luôn ván đấu này với tỷ số 2-1. Pha tắt đèn cuối cùng đó giống như là cái điểm kết dành cho bên phía của Katie Royster khi mà cái chiến thắng đã thuộc về cho bên phía của Africa. Thế trận nhanh chóng thuộc về cho bên phía của Africa sau liên tiếp những tình huống giao tranh thắng lợi dành cho họ ở xung quanh khu vực, những cái vị trí trọng yếu như là trong bùa xanh của phía đối phương hoặc là xung quanh khu vực hang Baron. Nó tạo ra cái cơ sở tốt dành cho cái việc mà triển khai, đặc biệt như đã nói, trong một cái thế trận mà DPS theo thời gian con quen không bị nhắm tới thì đó cái lượng sát thương được gây ra cực kỳ nhiều bởi Kin trong những tình huống giao tranh tổng